Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại tiếp tục làm một video hướng dẫn các bác chỉnh con vang số X5, X6 và con VF Audio 306. Mấy con này nó giống nhau. Mà em hướng dẫn các bác chỉnh bằng tay các bác nhé. Với các bác mà không có máy tính thì các bác phải dùng tay để chỉnh nhau. Có máy tính thì chúng ta sẽ làm mọi việc còn dễ dàng hơn. Nhưng không có máy tính chúng ta phải chỉnh bằng tay rồi. Trước em có một video hướng dẫn các bác chỉnh con vang số, cái dòng vang số X5, X6 này bằng phần mềm. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em chỉnh bằng tay. Đầu tiên các bác chỉnh phần mic, chỉnh nhạc trước đi. Đấy, và bấm vào Music. À, nó đang khóa nhé, màn hình đang khóa nhé, mà khóa nó là bốn con mic, bình thường nó sẽ là bốn con mic đấy. Nó hiện thị unlock là đã mở khóa này, đã khóa rồi đấy. Unlock là mở khóa rồi, bắt đầu vào bấm vào music này, có music HPF 25 Hz trên 12 dB. Các bác muốn HPF là cắt tần số thấp đấy, các bác muốn cắt tần số thấp bình thường em cắt ở các bạn bấm nút down này đây. Đấy, cái nút down là cái nháy nháy đen đen nó nhảy đến chỗ nào đấy bác chỉnh ở đấy, ví dụ nhảy đến chỗ 25 Hz, 25,3 Hz kìa đấy, nhá chỗ đấy bác xoay này, xoay cái núm control này đấy, chỗ tay em này đấy. Các bác để 30 Hz cho em. Đó, cắt càng cao thì tiếng nó càng thanh. Còn cái 12 dB các bạn có thể chuyển sang 24 dB cũng được, nhưng thường em để 12 dB. Rồi tiếp tục mình bấm music để chuyển sang các cần EQ, các cần EQ của con vang số X5 này nó có 7 cần, 7 vang EQ. Đây, các bấm nút down, à nút up, nút down đi, nút down nó sẽ như nháy. Rồi, nút up nó hơi kẹt. Đấy, nó nháy vào số 1, đây là băng EQ số 1. Băng EQ số 1 bình thường nó không ở 60 Hz này đâu. Đấy, các bác ấn nút up này nó sẽ sang 60 Hz này. Đấy chưa? Và nhớ để PEQ nhá. Đây, PEQ này. Đây là PEQ này. Rồi ấn nút up tiếp chuyển sang chỗ 60 Hz này. Đây là phần bass mềm. Nếu để 60 Hz đến từ 30 Hz trở nên đến 80 Hz vẫn là bass mềm, nhưng để nghe nhạc hay nhất thường em hay chỉnh em để 60 Hz. Đây là gain, là cái độ nhạy độ nợ của cái băng cái EQ số 1 là ở 60 Hz. Các bác tăng bass hay giảm bass là các bác đấy gạt cái nút down, ấn nút down này cho nó cái nút xanh nháy nháy xanh xanh kia nó về cái chỗ 4.8 dB. Đấy, rồi các bác xoay nút control đây, nút này xoay tròn, xoay trong bên phải là nó tăng lên, là tăng bass lên, tăng tiếng trống lên, và giảm xuống là giảm tiếng bass. Rồi, cái Q này các bác có thể để là một được, để một đi. Q là cái độ rộng của cái dải EQ đấy, độ dốc. Tiếp tục gạt nút up này nó sẽ lên số 1 này, nháy nháy này, bác chuyển sang số 2. Số 2 là cái băng EQ số 2. Em vẫn đang để giải bass. Đây vẫn là bass bass mềm. Rồi các bác thích thì cũng làm như số 1 thôi ạ. Chỉnh cũng như số 1. Thường thì em cứ để nguyên hoặc tăng lên một chút cũng được, lên 1 dB, 2 dB gì đấy. Số 2 đến băng số 3. Băng số 3 thì thường em sẽ để bấm nút up này cho nó sang chỗ 1.95 Hz. À, các bác xoay ngược kim đồng hồ về 125 hoặc 130 đi. Q nhớ để Q bằng 2 nhé. Em để hay để cái tại vì cái dải này nó bass rất cứng, đánh nó rất thô. Nghe không thích lắm. Giảm xuống khoảng độ 3 dB thôi. Rồi, còn các giải khác
490. Hai, nếu mà nó full ấy, các bác dùng nó full nó đứng thì các bác chỉnh cái này ở cái băng số 5 này. Đấy, băng số 5 này. Các bác chỉnh cho nó về khoảng độ 1k, dưới 1k, khoảng 900 Hz đi. 900 Hz. Các bác cho nó quy cái độ dốc này nó xuống khoảng 0.7 đi. Đấy. Chỉnh cái gain này cho nó xuống, nó thấp hơn, có nghĩa là mình đang giảm cái giải chung nó xuống để cho tiếng nó mềm mại hơn. Giảm ít thôi, không cần giảm nhiều. Nếu mà loa nào của bác nhiều lời cho tiếng nhạc nó mềm mềm thì bác giảm sâu một chút. Còn loa bass nó nằm, dòng nó nằm thì con sẽ không cần giảm thôi nhé. Dòng nó nằm thì các bác để không đề bài cho em. 6 là giải chét, đang để 5k, gần 5k, 4k8. Đấy, các bác kéo sang quy cho giảm xuống 0.17 đi. Rồi các bác lại ấn nút down tiếp để cho nó sang độ gain, sang chữ gain, sang phần gain nhá. Gain các bác thích tăng chét các bác gọn lên này nhá, như cái chét này không nên tăng nhiều quá, khoảng 4-5 dB thôi, tùy loa của bác. Nó bác nào mà ít chét ấy, thì bác tăng cao một chút. Hay là giải 7 nữa, nó còn một băng EQ số 7 nữa, em đang để 9k, 9 10k, các bác để 10k cũng được nhé. Rồi các bác đây quy độ rộng bằng 0.6 này, cho bằng 0.4 luôn. Đấy, rồi các bác tăng này lên, các bác sẽ cảm nhận được tiếng chét của mình nó như thế nào. Các bác cắm bộ âm thanh của mình vào cùng tổng thể luôn rồi các bác chỉnh nhé. Rồi hết 7 băng EQ rồi, tiếp tục mình sang, và có thể như vậy thôi, chỉnh tay như vậy thôi, thế là hết rồi. Vậy đến phần mic. Đây là mic, các bác bấm vào nút mic. Mic feedback là chế độ chống hú. Các bác gạt xuống dưới, nút down này, ấn nút down này. Đây nút down này, để gạt xuống dưới. Các bác chỉnh nên nó có 3 chế độ chống hú. 1 2 3 và tắt. Thường thì em để 1. Rồi, xong. Bấm mic tiếp để chuyển sang. Đây là tần số cắt phần tần số thấp của đường mic. Đây họ đang để 90 Hz, thường thì em để 50 đến 60 Hz, cho 50 Hz đi. Rồi 50 Hz xong, xong phần HPF. Tiếp tục mình sẽ chuyển sang 15 băng EQ của đường mic, nên nó có 15 băng. 15 băng EQ này nó cũng tương tự như 7 băng EQ bên đường mic hay bên đường music, đường nhạc ấy. Đây, nó có 15 băng. 15 băng này có tác dụng là mình làm sử dụng nó để làm phần cắt hú rít, và tác dụng thứ hai của nó là để nâng các giải bass chét chung cho tiếng mic nó hay hơn. Đấy. Để đang ở băng số 1 các bác nhé. Băng số 1 thì có thể thôi chuyển sang băng số 2 đi. Băng số 1 cứ để nguyên, nó đang ở trừ 3.8 này, về không này. Các bác ấn nút đắp, nó up nó sẽ lên nhá, nó lên số 1 này, chuyển sang số 2. Số 2 ở đây họ đang để 180, các bác gạt nút up này lên chỗ 180, các bác xoay về 130 hay 125 cho em. Đấy. Cái này là các bác giảm xuống một chút để cho tiếng bass của mình nghe nó êm ái hơn này. Đấy, thì các bác có thể chỉnh giảm cho nó xuống trừ 3 dB hoặc trừ 5 dB, giảm vừa vừa, các bác giảm vừa giảm vừa nghe. Nhớ là Q để bằng 2 cho em. Bác cứ làm như em là bộ âm thanh của bác, các bác sẽ nghe sẽ êm ái một chút. Đây là giải 800 Hz. Những cái này thì em cũng không biết hướng dẫn các bác thế nào để các bác chỉnh hay cả. Chỉ có một vài điểm là em hay chỉnh thôi. Còn những cái giải này thường là em không chỉnh.
chỉ sử dụng cho việc cắt hú thôi. Gần như họ để bằng không hết. Rồi. Mà các bác mà tiếng Ano nói tiếng 6 và 9 mà nó ít tiếng xì thì các bác có thể tăng lên là cái dài 6,3 Hz này, 6,3 K này, 6230 Hz, tăng lên một chút. Đấy, Q có thể để bằng 2, để bằng 1 cũng được. Bây giờ mình sẽ bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cắt hú cho đường mic của mình. Đấy, các bác quay về lấy một cái dài số 1 đi. Đấy, chọn Q bằng 3. Q bằng 3. Độ nhạy gain bằng chơi luôn cho 4 dB đi. Ấn nút up này cho lên chỗ 75 Hz này, rồi các bác xoay này. Xoay lên này. Các bác nhìn tần số đang thay đổi nha, 145, 157, 161 này. Đấy, các bác cứ xoay từ từ thôi. Đến điểm nào mà nó thấy bắt đầu có tiếng hú của mic, tiếng rít, rít rít nhẹ nhẹ. Trước tiên muốn khoan để em cái lại. Đầu tiên các bác vặn nút mic này cho đến một mức âm lượng mà các bác cảm thấy tiếng mic của mình đang bắt đầu rít rít, các bác dừng lại. Dừng lại cho em nhé. Ví dụ em vặn đến 45, 46 này, bắt đầu cầm mic lên alo và thấy tiếng hơi có tiếng rít ở trên loa của mình rồi là mình sẽ dừng lại ở đấy và bắt đầu vào chỉnh cắt hú. Mở khóa nha, và ấn phần mic, chọn đến ấn mấy lần để cho nó đến phần EQ rồi số 1 như lúc nãy em đang hướng dẫn. Rồi, tiếp tục vào phần tần số và các bác xoay, xoay đến lúc nào lúc nào thấy tiếng rít ở trên loa đấy. Ví dụ bắt đầu đến đây chẳng hạn, như đến đây nó là 86 đây, đến điểm này các bác thấy nó đang rít mạnh lắm, mà các bạn ấn nút down, và nó xuống chỗ gain này, các bác chỉnh gain cho nó giảm đi, giảm nhỏ đi, giảm lúc nào nó hết rít thì thôi, nó hơi hết rít. Ví dụ các bác nó sẽ không phải một điểm ở đâu, nó sẽ vài điểm, nên các bác cứ giảm cho em xuống khoảng 3 4 đi 3 gì đấy, trừ 3 trừ 4 đi 3 gì đấy. Rồi tiếp tục lấy một điểm nữa. Đấy, điểm này thì em chỉnh hay không đấy, cái điểm nào đấy, điểm nào đang bằng không ấy. Ví dụ con số 3 này đi, cho Q bằng 3. Rồi, Q bằng 3. Đó. Gain lúc ấy đang để bằng 4, mình cũng cho bằng 4 đi. Tiếp tục xoay, ấn nút up cho nó đến chỗ tần số, ta xoay tiếp. Xoay đến điểm nào mà nó rít, ta lại giảm xuống. Đó. Ví dụ đến điểm này đi, 2940 Hz, nó rít. Và ấn nút down xuống chỗ gain này là lại vặn giảm xuống 3 đến 4 đi 3 nữa, ngược kim đồng hồ nó sẽ giảm nha. Rồi còn và tiếp tục mình cứ làm như vậy thôi, các bác chỉ cần tìm đến 4 4 điểm zip là được, đừng lấy nhiều quá, nhiều nó mất hay, nó không hay đâu. Rồi, còn các phần tiếp tục đi, cái phần EQ của nó chỉ vậy thôi, các bác cứ làm tương tự như một và hai và cắt hú như em đang làm ấy là được. Ấn tiếp, đây là phần giới hạn, các bác cứ để mặc định đi, limit cứ để 0 dB hoặc 14 dB đi. Cái này để 0 dB hoặc 14 dB được, 0 dB là hết rồi, 0 dB rồi hết. Đây là phần mic đã hết. Phần echo effect level để 100% bác nhé. Đây, ấn nút up là nó sẽ chỉnh được này, 100% này, tiến sang chỗ 100, xoay đấy, 100 direct level. Cái này các bác cứ để từ 30 khoảnh lại cho em.
Con này cho tiếp. Cái chuột brie này các bác để khoảng 18 ms, HPF HPF để khoảng 60, NVF NVF bắn xoay khoảng 7-8k gì đấy, ok hết. Ấn nút echo nó sang phần delay các bác, khi không có gì vợt nhé. Nếu các bác không để gì vợt thì các bác để cái này khoảng độ 216, 218, 216, và cái repeat này là số lần lặp lại này thì để 58%. Tiếp tục ấn echo delay error và đi delay error để 0% các bác nhé. Rồi hết, đã hết rồi, thế là hết phần echo nhé. Chuyển sang revert, revert các bác để 50% này, never revert never 50% này, direct never này không cần direct đâu, tắt nó đi. Revert time để 2625, delay 40 giây, như vậy là ok rồi. HVF các bác cắt HVF lên nhé, cái này cắt cao này để khoảng 300. Rồi NPF là cắt tần số cao, HPF là cắt tần số thấp, tần số cao các bác để nguyên. Rồi revert hết các đường main này, main thì đây là chế độ disco, chế độ có nó hai chế độ disco và signal. Sinh Nico, Nico là chế độ nhạc đan, nhạc sản, các bác nhảy nhạc mạnh do mình chỉnh. Sinh là chế độ hát, để sinh được. Rồi. Ấn tiếp nút main này nó sẽ sang một mục mới, MU 100 là music 100. Các bác thích nhẹ tăng lên, ấn nút up là nó sẽ chọn vào điểm mình tăng này. Đó. Để 100 nha em. Mic MI là mic gạt đến chỗ 100, cũng chỉnh cũng để 100 cho em, các bác để bao nhiêu cũng được, mình thấy hay thì mình để 100. Echo 100 thì vợt, thì vợt này các bác thích cho nó ra thì chỉ vợt tăng nó lên, như cho ra ít thôi, em không thích tiếng gì vợt nào. Rồi các giải EQ của nó thường thì đường bên em không chỉnh giải EQ, em để phẳng. Đây là compressor bộ nén, các bác không nên chỉnh. Đi đây không cũng không nên chỉnh, nếu có hai loa không nên chỉnh. Thật ra biết kỹ thuật chỉnh được cái này thì âm thanh sẽ rất tốt, nhưng nếu có hai loa thôi thì cũng không cần phải chỉnh cái phần delay làm gì. Đây là mute làm câm tiếng, cổng L cổng R rồi hết, cổng surround và cổng surround và center này. Surround và center nó cũng giống như cổng main này, các bác chỉnh tương tự, nhưng nó có một điều là cái hai cổng surround và cổng center này nó có cái đường HPF. Rồi các bác cắt tần số thấp cho nó, các bác cắt bao nhiêu cũng được, thích thì cắt, không cắt thì thôi ạ, không sao đâu, nó vẫn hay. Đây chị em chỉ hướng dẫn qua cho những người bác nào là không chuyên, muốn tự mình mày mò mà chỉnh bộ âm thanh mình nó vẫn được hay. Các bác cắt cái này ấy, thì các bác phải có súp các bác mới cắt cao được, nếu không có súp ấy thì tốt nhất là không cắt, để nguyên cho em. Còn đây là súp này, tiếp tục đến mục súp này. Súp này là mình chỉnh trầm, loa trầm ấy nó cũng tương tự như cổng khác thôi. Đấy, nó cũng có chế độ sinh, chế độ. Rồi, như các bác đừng chỉnh chỉnh khi để main là sinh rồi thì tất cả các thứ này phải ở để sinh, không được chỉnh. Rồi. Đây nhá, bắt đầu từ lại nhá, sinh nhá. Có phần music, music là cổng súp đang không ra này, gạt xuống, ấn nút down giảm xuống, nhưng nó không này, nháy nháy này, các bạn vặn lên cho nó ra đến đạt mức âm lượng mình thấy nó ổn rồi thì mình dừng lại. Mic thì thường không để ra, thích các bác cho ra thì các bạn nên nó ra, nhưng mà nó không không ai đâu,
nên tắt đi. Rồi, xong cái con này. Nên là có HPF này. Số HPF này. Để 24 nhé. Em thường để 24. 25. Em cắt lên 4 38 40 Hz. Rồi, HPF. Tiếp tục. LPF. LPF em cắt về 90 Hz thôi. Cái nút Q xuống này nó cắt chỉnh về HPF. Q đúng không? Rồi, ấn tiếp. Đây các giải EQ của nó này. Em chọn vào số 2 đi. Và tần số mình muốn chỉnh là 60 Hz. Thường là em chỉnh ở 60 Hz. Nghe nó hay hơn. Và gain, tăng gain đi. Nó tăng nhiều nhiều một chút, 6 Hz, 6 dB. Cái Q để bằng 2 đi. Q để bằng 2 cho nó chọn vào cái tần số nó gọn gọn. Tiếng bass nó gọn hơn đấy. Tiếp tục ấn xúc xem còn gì nào. Đây là bộ nén này. Bộ nén compressor các bác không nên dùng nhá. Các bác không có chỉnh nó sẽ tiếng trống nó núc lên núc xuống đấy. Rất nguy hiểm. Rồi, xong. Vậy là em đã hướng dẫn các bác chỉnh được gần như là hoàn thiện con vang này rồi bằng tay. Bây giờ mình sẽ đến cái mục là chọn và system này, chọn cổng này, chọn mức âm lượng khởi động này, âm lượng giới hạn này. Đấy. Đầu tiên là ấn nút system, đầu tiên nó sẽ ra là input, là chọn cổng vào, cổng 1 hoặc cổng 2, độ nhạy đầu vào. Ấn nút down nó sẽ nhảy sang để mình chọn cổng 1 hoặc cổng 2 này. Đây cổng 2 này, cổng 1 này. Độ nhạy đầu vào như nếu mà thiết bị của mình mà có âm lượng nhỏ thì mình chọn độ nhạy đầu vào nó nên cao một chút, 3 hoặc 6. Nếu độ nhạy đầu vào của mình là như con điện thoại iPhone rồi thì iPhone là âm lượng của nó rất lớn đấy. Nên là mình có thể để về 0 dB bình thường. Tiếp tục ấn system để chuyển sang mục đây là khóa này. Auto key lock này, là khóa bàn phím này. Nếu các bác sợ các trẻ con nó nghịch hay nào đó thì bác ấn nút down xuống này, chọn on này, on on là khóa rồi nhé. Nếu off là mình tắt khóa hay là mọi người có thể nghịch thoải mái này. On là khóa luôn. Rồi. Tiếp tục. Đây là password các bác không nên nhập. Đây, password. Đây là music start vô này. Đây là mức âm lượng khởi động ban đầu mà các bác khi tắt vang đi bật vang lên, bác ví dụ các bác để 8 thì bật lên nó ở mức 8, mức âm lượng mức 8, mức nhỏ các bác nên để nhỏ nó cho an toàn cho thiết bị các bác nhé. Ấn tiếp system là đây là music limit volume, là cái mức âm lượng tối đa có thể vận để các bác có thể vận lên được. Nếu các bác đang để 71 đây các bác bấm down này, bác chỉnh này thích để bao nhiêu cũng được này. Nếu mà kỹ thuật của nó là 84 này, các bác cứ mở mức âm lượng lớn nhất rồi mà các bác thấy cái tầm đấy là rất lớn rồi thì các bác hãy chỉnh về cái mức mà hiện tại đang để đấy. Vì các bác đang để 50 các bác chỉnh về 50 rồi khóa nó đấy, nó khóa mức âm lượng đấy. Mic mic start volume nó cũng tự tự như music start volume thôi, là cũng mức âm lượng khởi động ban đầu. Đây là mức âm lượng mic giới hạn, effect start volume là mức khởi động cái tiếng vang của mình, khởi động vang vọt đấy, là nó gọi chung là effect, là volume tổng các bác để bằng cái mức các bác chỉnh ấy. Đấy, nghe sao cho nó hợp lý thôi. Tiếng vang thích nhiều ít các bác để ở đây này, khi bật lên phát là nó ở mức cố định như này thôi. Xong các bác có thể chỉnh ở đây. Tiếp tục ấn system rồi nó qua mất rồi, nó còn một phần nữa là phần effect limit đây này, để giới hạn mức effect. Các bác giới hạn nó cũng giống như phần nhạc và phần mic thôi. Rồi xong phần system, bây giờ new nêu ấn search một phát nó hiện ra một dòng như này. Ấn search lần thứ hai hỏi cho nó, hỏi mình là bạn có muốn new hay không.
Nếu ấn up, nếu ấn nút up là sẽ không new, và ấn nút down nó bắt đầu new. Yes, down là yes. Rồi, vậy là mình đã chỉnh xong con vang x5 bằng tay. Mình mới làm video nên cũng hơi vấp, các bác có gì thông cảm. Các bác cần em hướng dẫn chỉnh con vang nào, các bác cứ comment bên dưới rồi em sẽ kiếm và tìm hiểu rồi sẽ hướng dẫn các bác nào. Và các bác nào có gửi vang cho em hướng dẫn setup cho các bác. Các bác thấy video em hữu ích, hãy đăng ký kênh của em để giúp em thêm động lực để em làm tiếp những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin dừng video tại đây. Có gì à, nếu các bác có gì không hiểu hãy comment bên dưới nhé. Em sẽ trả lời các bác.